Rồi, mấy em chú ý ha. Đây là một cái bài khá là đầy đủ, nói về diễn xuất nhân vật, một scene hoặc là một cảnh hoặc là một bài diễn xuất. À, khi mình có một cái bài diễn xuất thì mình sẽ có bao nhiêu bước để mình làm thứ tự nó. Giờ mấy em coi. Đây là các cái bước thứ tự để làm ha. Đầu tiên là mình phải tìm reference. À, đầu tiên là mình phải tìm reference. Tại sao? Ở đây thầy nói là bắt buộc là mấy em phải có reference. Tại vì có những cái mấy em có thể tưởng tượng ra được. Thí dụ mấy em coi thường xuyên, mấy em coi đấm bốc đi ha. Mấy em sẽ thấy à, cú đấm như thế này, cú đấm này. Nhưng mà cái đó là mình tưởng tượng, là mình nhớ thôi, chứ nó không có chính xác. Tại nó có những cái động tác mà cực kỳ nhanh, hoặc là những động tác người ta giấu đi, hoặc là cái góc đó nó không có thấy. À, thì mấy em sẽ không có làm được chính xác. Và khi người ta coi cái động tác đó, người ta sẽ cười, đúng không? Giống như chú ý nha, để có gì rồi hỏi là mệt lắm đó. Nó giống như thí dụ như thầy nói một cái cú nhảy đơn giản thôi. À, thì mấy em phải có. Tại vì mình không có thể tự mình nhìn thấy mình là một. Thứ hai, mình nhìn thấy người khác làm quá nhanh, mình không thể coi từng bước, cho nên bắt buộc là phải có tham khảo reference ha. Rồi. Có thể là hình ảnh, có thể là video. Rồi, bước thứ hai, khi mình có rồi thì mình mới phân định ra. À, mình chỗ này là key chính nè, chỗ này là key phụ nè. À, chỗ này là bắt đầu, chỗ này kết thúc nè, chỗ này là những cái vị trí không thể thay thế được, thì nó có tiếp bước tiếp theo là keyboard. Keyboard thì ở đây mình làm trên Maya, mình sẽ đặt từng vị trí nha. Mình đặt key cho nó từng vị trí và từng dáng. Rồi thì ở đây mình sẽ thấy cái gì? Vị trí bắt đầu, vị trí kết thúc. À, đó là bow to bow ha. Đó là một cái nguyên tắc cần thiết nhất. Bow to bow. Thì thầy sẽ mở cái video. Mấy em coi sơ một tí ha. Đây là một cái hành động. Rồi, bây giờ người ta sẽ đi quay nè, người ta sẽ làm từng bước như thế này. Đây là một cái hành động diễn xuất, một hành động của một cái nhân vật thôi đó. Làm em coi nha. Đây, đầu tiên là phải làm reference ha. Một là mình tự quay. Đây, mình phải có một cái hành động như thế này. Cái này nó giúp mình cái gì? Thứ nhất là timing ha. À, hành động rõ ràng. Nếu mà mình không nhìn, mình không thấy, mình không biết cái động tác đó nó nhanh hay nó chậm, thì mình coi video mình thấy nó nhanh hay chậm mình biết liền, đúng không? Đấy. Và cái biểu cảm của cái video là một cái hành động vui chơi thôi ha, đơn giản. Và bắt buộc ở cái reference mấy em phải tìm rất là nhiều, là mấy em phải tự đi quay. Đấy, có những cái mình tưởng mình biết nhưng nó không thể mà chắc chắn là biết được đâu. Tại vì mình coi gì nhiều, mình có cảm giác thôi. Rồi, bước thứ hai, đây, là keyboard. À, keyboard có nghĩa là động tác bắt đầu, động tác kết thúc, động tác extreme, tức là những cái động tác nó cao nhất, ha, nó rộng nhất hoặc là nó thấp nhất. Những cái động tác cực đại, có nghĩa là khi mình đưa tay lên, là cái chỗ nào cao nhất là chỗ đó là key extreme. À, chỉ xuống hay hoặc là mình co lại, khi mình co lại như thế này, đây là key extreme. Key là không thể không có, bắt buộc phải có những key đó thì cái diễn xuất mình nó mới đúng ha. Đấy, mấy em nhìn thấy key nó giật giật không? Người ta chỉ ha. Người ta chỉ nó giật 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 mấy cái. Đó là những cái key không thể bỏ ha. Đây là những cái key, đây, không thể bỏ. Khi bắt đầu, hai rồi khi cực đại của nó. À, mấy em coi một tí. Rồi, tiếp theo, cái bước blocking. Đây là một trong những cái bước mà đòi hỏi mình phải vừa biết diễn xuất và vừa biết pha hình, vừa biết xem bản quay của người diễn, của người đạo diễn ha. Rất là nhiều thứ trong này, thì blocking nó gồm cái gì?
Ở đây mấy em nhìn thấy blocking nó có breakdown nè, in between nè ha, và có những cái động tác, đây là động tác chảy nha, quá đà hoặc là chảy ha, amorti hoặc là overlay gì đó, thì những cái động tác này là những cái động tác phụ thêm để cho cái hình nó mềm hơn hoặc là nó hấp dẫn hơn. Thì đầu tiên là breakdown, đây là động tác mà hôm bữa mình thấy nó có cái màu vàng vàng ha. Đó là những động tác pha ở giữa. Đây là hình giữa, đúng ngay giữa, nhưng mà nó không phải nằm ngay giữa. Đúng ngay giữa có nghĩa là hình đầu và hình cuối, nó có cái hình giữa. Nhưng cái hình giữa đó nó có thể thay đổi tư thế về phía sau hoặc là về phía trước một tí. Rồi tiếp theo mình sẽ có cái in between ở đây ha. Thì là những cái hình pha, thì thường thường á, là máy nó sẽ pha cho mình và mình sẽ có nhiệm vụ là mình chỉnh sửa cho nó hợp lý. Thì ở phần blocking này thầy chỉ cần mấy em tìm được một vài cái vị trí hình pha đẹp ha, một vài cái vị trí hình pha đẹp đúng chuẩn, thì cái này từ từ thầy sẽ hướng dẫn. Các bước sau nó là cái gì? Bước thứ tư là beeline nè ha. Thì cái phần này á là mình làm cho nó mềm mại, cho nó smooth. Bây giờ mấy em coi một tí blocking. Đấy. Nó có thêm nhiều động tác hơn, đúng không? Mấy em thấy nó có thêm nhiều động tác. Ví dụ như người ta chỉ mạnh ra thì cái tay nó thụt lại một tí, đúng không? Boxing ha. Chỉ rồi thì nó không có cứng như vậy mà nó nhẹ lại một tí. Tưng cái nhẹ lại một tí. Mình coi lại. Ở bước blocking là mình đã có được nó mềm hơn, hiệu quả hơn. Khi diễn xuất mấy em chỉ cần làm đến đây thôi ha. Sinh viên, nếu mà mấy em muốn học tiếp tục để biết thêm về animation thì mấy em chỉ cần làm đến đây cho thầy. Làm thiệt đẹp bước blocking và không cần speedline luôn ha. Mấy em làm đến đây rồi, khi nào mà mấy em nhuần nhuyễn coi như là giống như là mình nhắm mắt mình cũng làm được, thì lúc đó là mấy em trở thành diễn xuất được ha. Vượt qua được cái bước này thì mấy em sẽ ok. Chỉ cần cái bước này thôi nha mấy em. Đây là vừa có timing nè, vừa có hành động nè ha, và vừa có nhịp điệu ha. Mấy em thấy không? Nó đưa cái tay vào một tí, nó ngưng vài hình, sau đó nó mới đưa ra thì cái động tác nó mới mạnh. Có nghĩa là ở đây nó có hình chuẩn bị, đúng không? Nó đưa tay vào là nó chuẩn bị bung ra, giống như cái bài mình làm cái anten không, nó rút người lại xong cái nó đứng một tí nó bung ra ha. Thì đó là cái bước chuẩn bị, đó là những cái nguyên tắc diễn xuất. Còn ở đây là bước blocking, nó áp dụng hết tất cả các cái nguyên tắc, cái nào đúng trong diễn xuất nó lấy ha. Nó hơi lộn xộn tí nha mấy em phải hiểu một điều là blocking nó chỉ là những cái dáng, giống như hồi nãy thầy nói nè. Thứ nhất là dáng đầu, dáng cuối, dáng cực đại có nghĩa là cao nhất, thấp nhất, lớn nhất, nhỏ nhất, và tiếp theo là nó có breakdown. Breakdown có nghĩa là hình ở giữa chứ không phải là hình pha. Hình ở giữa này là hình ý tưởng, hình dành cho những người diễn xuất. Và tiếp theo nó có in-between, thì ở chỗ này là đúng mới là hình pha, nhưng mà những cái hình pha này người ta pha gần pha xa ở hai đầu thì nó sẽ tạo ra cái tốc độ ha. Mấy em chỉ cần làm đến đây thôi. Còn những cái bước kế tiếp là nó làm mềm hơn ha. Khi làm phim hoạt hình của mình, mấy em thấy không, có những cái phim người ta chỉ diễn cỡ đó thôi và thêm một tí cảm xúc là nó hiệu quả. Bây giờ đến cái phần splining nè, thì cái này nó sẽ thật mềm hơn. Mấy em sẽ thấy nè, đấy, cái tay nó nét hơn, cái đầu nó quay hơn, con mắt nó diễn lên ha. Thì đó là mình làm mềm cho nhân vật thôi chứ không có gì hết. Mình thấy nhân vật nó không cứng như lúc nãy nữa ha. Lúc nãy là nó đứng bạc 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 ha, mà thầy cần mấy em có được cái đó thôi. Khi có được cái đó rồi, mấy em muốn làm mềm rất dễ, mấy em sẽ chỉnh cái đường đồ thị thành speedline là xong ha. Và chỉnh thêm chút xíu, bỏ bớt chút xíu, thêm chút xíu nữa là được. Đấy là làm cho nó mềm ha. Bây giờ mình đến smoothing offset. Ở đây là một cái sự hợp lý ha. Smoothing ha, là mình thấy là nó láng, nó mịn, nó mượt, phải không?
Offset là cái mức độ di chuyển vị trí của nó hợp lý, tức là trong đó nó có slide key luôn ha. Rồi mấy em coi tiếp. Thì những cái này cao cấp, từ từ đấy mấy em thấy cái gì đi trước, mấy em thấy không, khi đưa cái tay ra cái cánh tay đi trước, cái bàn tay đi sau, cái ngón tay nó ra sau, đấy là người ta dịch chuyển vị trí của từng key ha, slide key đây. Đã mấy em thấy cái ngón tay sau cùng không, nhìn kỹ sẽ thấy ngón tay nó ra sau cùng. Hai cái động tác nó mềm, nó đi nhẹ nhàng hơn, nó không phải là một cái hành động mạnh. Nó rất là nhiều, trong đó có cả cái thân, cái vai, cái cổ, cái đầu. À, nó cái nào đi trước, cái nào đi sau. Mấy em thấy cái đầu nó đi sau, cái thân đi sau, cái cổ ha, đi sau cái vai. Đây, thấy chưa? Rồi cuối cùng mắt nó mới nhắm. Đó là cái hành động smooth. Đây là khi bắt đầu hoàn thiện nhân vật, có nghĩa là cái diễn xuất đây nó đã đẹp. À, bây giờ mình mới tạo cảm xúc cho nó ha. Add cho nó một cái sự sống. Đấy, mắt mũi miệng, lúc này là cần đến mắt mũi miệng ha. Đây là như vậy là mình đã lướt qua, nó lướt qua các cái bước rồi. Thì mấy em chỉ cần làm từ đây đến đây cho thầy ha, ba cái bước đầu. Đầu tiên bất cứ mấy em làm một cái gì, mấy em đừng có nói là em biết rồi hay là gì hết giùm thầy ha. Khi làm một cái gì đó, mấy em sẽ có cái clip của nó ha. Cái clip có đó em có thể lấy trên mạng, hay là em nhờ người ta chụp, hoặc là em tự quay hay gì đó, tùy thích, để em tham khảo. Cái thứ hai là mấy em phải biết xác định vị trí và những cái key quan trọng nhất. Nếu mà em không biết được những cái này thì mấy em sẽ không bao giờ biết diễn xuất. Và khi đạt đến cái mức cuối cùng của cái diễn xuất là blocking, còn ba cái dưới là nó không có cái vấn đề gì cao cao lớn cả ha, mà nó chỉ phù hợp với cái cảm xúc là chính. Rồi bây giờ mấy em sẽ xem ha. Hai đây. Nói sơ qua như vậy là để mấy em biết là cái phần blocking là nó rất là quan trọng ha. Bây giờ thầy sẽ mở lại cái video Botubo và mấy em sẽ làm bài tập như này. Một cái thằng nhảy ván đúng không? Mấy em coi ha. Ở đoạn này. Đây. Và bắt đầu này nè. Đây. Đầu tiên ha, giống y như hồi nãy thầy nói. Mình coi cái video này là reference, mình đã có cái reference là bằng cái video rồi, người ta phân tích cho mình. Đây là keyboard ha, thì nó sẽ bao gồm gì, đây vị trí đầu, vị trí cuối, sau đó đến vị trí extreme là màu xanh. Đây đây, mấy em phải xác định được vị trí cực đại. Đây là cực đại đúng không, đây là cực đại cao nhất, đây là thấp nhất. Đây là động tác chuẩn bị là không thể thiếu, phải có động tác chuẩn bị ha. Và nó bay lên như thế nào, đây đó, nhúng nè, lên nè, nhúng nè, bay lên nè, rớt xuống nè. Rồi đây là những cái hình mà mình phải đặt key ha, mình phải đặt key những cái hình này trước. Đầu tiên là mình phải xác định từ đây đến đây, và mình sẽ kiếm một cái tool bấm dây, hoặc mình có đồng hồ bấm dây đó ha, trên điện thoại mình đó. Mình coi nè. À, anh này anh bắt đầu anh nhảy nha. Búp. À, là bao nhiêu giây mình bấm cái cạch. À, từ đây 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 2 giây, 1 giây rưỡi. Đúng không? Là búp nhanh hơn. À, anh này anh nhảy nhanh hơn. Thì mình phải coi. Còn có những anh đó anh không thích nhảy vậy, anh đứng chỗ nè. Là mình lại thêm giây nữa, bao nhiêu giây. Thì cái khoảng đó là mình sẽ tập quen dần ha. Mình phải nên tập quen dần cái kiểu như vậy, để mình biết là một cái hành động đó nó có bao nhiêu giây, thì mình đặt vị trí đầu, vị trí cuối tương đối chính xác. Rồi, như vậy là mình có keyboard nè ha, key extreme nè, đây key
và extreme. À, bây giờ đến blocking. Đây là hai cái màu kỳ. Bây giờ đến blocking. Đây, blocking là màu vàng. À, blocking là màu vàng, xong rồi mới tới màu đen. Đây mấy em coi. Breakdown. Đây là những cái hình pha. Hình hạch giữa. À, nhưng mà nó không có giữa hẳn. Mấy em biết cái vật rơi tự do hoặc là trái banh thì tốc độ nó sẽ nhanh dần đúng không? Thì cái hình này nó ở gần đây. Nó ở gần cái hình này thì có nghĩa là nó rơi chậm. Sau đó từ cái hình màu vàng đến cái hình màu đỏ là mấy em thấy nó khoảng cách rất xa, có nghĩa là nó rơi nhanh ha. Đó là cái cách pha hình của người diễn xuất ha. Thì nó nhảy lên như thế nào, cái động tác này nó bắt đầu từ đâu ha. Thì đây là cái phần người diễn xuất người ta pha hình, chứ không có phải thí dụ cái hình này mấy em đặt ở giữa thì động tác nó sẽ không giống trái banh, nó không có giống cái độ nặng của vật, nó cứ lượn lượn rồi nè ha. Nếu mình làm trái banh mà để ý riêng ý giao mấy em thấy rồi đó, khi mình đặt kia nó sẽ lượn 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 ha. Còn ở đây mình muốn nó nhảy đúng là mình phải đặt đúng vị trí. Rồi tiếp theo mình sẽ có Ambitrina, Ambitrina. Đây. Đây. Đây mới đúng là hình pha. Nha. Hình pha có nghĩa là ở đầu, ở cuối mình làm cái ở giữa, đầu cuối làm cái ở giữa, đó là hình pha. Nha. Những cái hình này thì mấy em không cần làm, máy nó làm. Nha. Hình này là máy nó làm, cho nên là mấy em làm cái gì? Màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Làm thiệt đúng. Rồi những cái hình đen này nè, ví dụ như bước đi, mấy em để bước đi cái chân nó nhô lên vậy thì cái hình kế tiếp mấy em phải bẻ cái chân xuống cho nó đụng mặt đất chẳng hạn. Đó là những cái hình sau cùng, à, bước sau cùng để mình chỉnh sửa. Rồi ở cái phần này có em nào cần hỏi gì không? Có thấy khó khăn cái gì không? Đấy, nó mới nhảy như vậy nó mới đúng ha. Đấy, cái hình pha nó phải vậy. À, người ta phân tích lại ha. Bô 1, bô 2. Rồi, đến bô số 3. Đây, ba cái kiểu đặt bô này là mấy em nên thuộc lòng. Mấy em chỉ cần làm được như thế này, thầy không cần mấy em diễn mịn, diễn đẹp, diễn gì hết. Để học được diễn xuất, bắt buộc mấy em phải biết cái này. Vậy thôi. Ha. Còn mấy em không biết cái này có nghĩa là mấy em không bao giờ biết diễn xuất. Ha. Nhớ nha. Lại ha, thứ nhất là kỳ đầu kỳ cuối, thứ hai là kỳ extreme ha, thứ ba là kỳ breakdown. Đây, còn cái kỳ này nếu em nào vẽ D, vẽ 2D đó, vẽ tay á thì rất là cần, còn không thì máy nó sẽ làm ha. Mình chỉ có chỉnh bàn tay, ngón chân hoặc dài ra tí xíu thôi. Cái này mấy em khoan hẳn cần thiết luôn. Thầy chỉ cần mấy em ba loại thôi. Thứ nhất là keyboard, cái hai là extreme, cái thứ ba là breakdown. Ba cái này khi mấy em đạt được thì mấy em là bắt đầu biết diễn xuất ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm bài tập này ha. À, mình sẽ làm trong buổi hôm nay. Để thầy xem coi là mấy em hiểu cái bài này nó như thế nào, chứ không có để chờ mình review gì hết trơn á ha. Rồi xong thì thầy sẽ làm một bài mẫu cho mấy em ha. Thầy muốn mấy em làm giống như nãy giờ thầy giảng, coi cái cách giảng như thế nào có hợp lý hay không ha. Rồi mấy em hiểu về nó qua lý thuyết như thế nào. Xong cuối buổi thầy sẽ làm một cái khoảng 15 phút ha. Rồi mấy em có hỏi gì không nào? Các em nào hỏi gì không? Có cần giảng lại, có cần giải thích, có cần gì không? Nếu không có thì làm đến 11 giờ ha. Mình làm đến 11 giờ là thầy sẽ review hoặc mấy em sẽ nộp bài. À, thầy sẽ coi từng bài và thầy sẽ sửa.
Sau đó thầy sẽ làm một bài trong vòng 15 phút cho mấy em xem lại. À, hôm nay mình đi hơi ngược một tí, có nghĩa là thay vì thầy sẽ